Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ tặng cái Xepo cho ông Hòn. Tại hôm trước đó, nó kêu nó đang tìm mua Xepo này này mà nó chưa đủ tiền. Hôm nay mình tặng cho nó luôn, nó kêu nó đi bồ nổ sướng sướng quá. Đây, mình tặng nó Xepo này. Đó, mình kêu nó lấy bồ này mà nó không chịu. Nó rồi lấy bồ này mình tặng nó luôn. Đây. Ây da. Đây, mình tặng cho nó cái Xepo này đi. Đây, tặng cho nó Xepo này. Chờ tí. Đây, xe này xe của thanh niên chỉ trao ngang. Xe của máy đi chờ, ảnh định số 58 anh em. Đây. Giờ để mình chạy xuống dưới đó à. Nó hú, nó kêu mình bữa giờ mà. Cho nó mượn để cho nó ấy, mình tặng cho nó luôn cái Xepo này nha. Ây da. Nó chạy một tay khó quá. Đây nhà mình sơ xà bình thường anh em, nó xà mình đồ á, chạy nó đường nó ăn, nó xe mình giờ nằm đóng đó luôn anh em ạ, có tiền sửa không có tiền ăn cũng nghỉ làm nghỉ đồ hết rồi, sắp tết rồi mà không có tiền đồ ăn luôn, đó, để mình chạy xuống đó mình đưa chiếc bồi cho nó, tặng cho nó luôn, á nó kêu nó đến tiền mà nó mua cái mô đam mà bữa giờ nó khóc quá trời luôn. Nó chạy xuống đuôi cho nó á. Mua đằng vậy. Mình kêu tặng cho nó bô kia nó không chịu anh em à. Nó đòi tặng bô này mới chịu. Tặng mà nó đòi hỏi quá. Rốt. Ok. Chạy xuống đuôi cho nó. Rồi thấy rồi. Khóc lắm anh em. Bây giờ nó khóc lắm. Clip vào đó lộn chỗ ấy mấy anh đồ chụp hình vào đó ai mình xuống tới chỗ này à, làm gì vậy thì bữa giờ thấy để anh tiền kêu mua bô đồ thấy bô phái bô nổ đồ đây tặng cho chiếc bô này bô vậy đục rén leo luôn cái này lấm đâu vậy ăn cắp đâu vậy à chúng ta mà tại mà đục cái này đẹp mà cái này lấm phế liệu đúng không nhà bán phế liệu mày lấy đâu đi cho tao đúng không tiền cú gì vậy cũng biết nữa cũng hại khúc á đâu đã à gắn dừa không chắc dừa á ổn đâu đâu có nổ máy thử đâu đã ta đục cái này chẳng trộm đâu vậy cái này bán được chục mấy luôn á gì thờ ai đâu bán thấy cái này gắn dừa không dừa chứ tính là cái này chút xíu à dừa nhỏ hơn cú này nữa cụ bô tăng gì nhỏ vậy cái này hăm mấy à hăm tám à cái này 32 này không có giờ lát nữa giờ lát chạy lên tìm xe gắn thử nha lỗ thử dàn hao được căng không nó mua chắc mình đã mà lỗ nhỏ vậy gắn dừa không bà cái này lộn sống lộn dinh dinh đúng không 51 được mà lây để giờ gỡ ra tháng à từ từ trước đi ấy này cho mới dinh hao bữa giờ xe để đóng bụi luôn à xin bụi luôn cầm ảnh thử trước khi nó êm với lại sau khi gắn vô thử cái sao không giờ ở đây trời ơi để chạy lên gắn ngay chứ đây đâu có đường người đâu gắn thử nổ thử chàng hơn nên coi đúng không bùa lên đâu bùa xịn mấy mất để mới gắn ẹt luôn nha cứu người chút xíu mà tặng luôn mà tặng luôn đã vậy để giờ đây đâu những người chạy lên gắn hả đợi chờ chút nha ok anh em thì mình mới vừa đi gắn cái cổ bô giờ anh em tháo chừa lưỡi không gác chân gì sạch sẽ không gắn là để quay video lên anh em tại vì hai bát nó không trùng nhau á anh em đó nhường ở đây này gắn nó lục nè, theo giờ mình gắn nổ không này chứ ơi chết lắm chết không chết không thử chưa thử không chết lắm quay chết không bây giờ mình gắn thử vô này vô nha anh em thử góc này do hỏi hàng xóm rồi đâu á
sao nó dính dữ tợ. Đúng không? Quay vô, quay vô hết cũng rồi. Đó, đi, nó nhìn ngầu không? Đường á để gì? Ngon. Đi quay chắc đã. Để thử cái xe nha anh em. Cuốn này vô nhìn nó chét thật kìa anh em. Nhìn lạ, nhìn đầu không giống chi đường phố rồi chứ giống chi hồi đó anh em. Đây là chỗ nhà mình đang xây anh em à. Hả? Dắt vô đây cho đỡ ồn anh em. Đó, nó ngoài này. Đó quay kia bờ đê đây là trong á, quay xong rồi quay đó có đường dẹp mình quay cho anh em coi. Đó. Bùa này cho nó nghe, tặng okay, đúng không? Ok, tặng luôn. Còn hàng mập nó quay cho mình anh em. Tao buồn người nói gì đã không? Đã. Đây, cho đạp lên cho mày nẹt cái này. Trời nhìn nhìn. Cái này chắc đều cũng khó lắm hơn. Cái này đều ác lắm. Nhưng chờ lỗ đất luôn anh em. Đó. Thì bây giờ mình quay tới đây kết thúc, anh em xem thấy ai đăng ký bỏ ra 1 giây ủng hộ mình nha. Đó anh em có bình luận gì anh em cứ comment ở dưới mình chỉ làm theo nha anh em. Ok bye bye anh em. Nay thì dân này nó cầm bô nó tặng mình anh em à. Ok bye bye. Bye bye anh em. Rồi sao giờ dắt con nhà hả? Nay được đã được tạ. Nay mới trúng số sao tặng bô đã vậy? Đầu thấy thèm, thấy thèm quá kêu mua bô nổ. Thấy cái này gắn đi quay video cho chịu chồng gắn cái như này. Đi gắn vô gặp mấy đồ em. Mấy cầm vô rồi đây ngay. Có camera là bắt thử luôn. Ô. Chị ơi tờ. Bây giờ xịt qua cái quá. Mày gắn cái nhà xịt qua cái đi. Vô quá. Chị biết mà giờ thành cái chị cầm vô anh em. Nhìn nó tàn tàn nhớ quá. Nó vô xịt lại đi. Để giúp cho. Ok, này chỉ gặp điện hai chiếc cầm người này dơ quá. Cái nhìn nó dơ thôi, nó chắc ra được. Ok, thôi giờ mình dơ đây nha. Tắt đây.